Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo những thay đổi trong tuần từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020 dương lịch tức ngày 8 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2020 âm lịch giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc. 1. Tử Vi tuổi Tý từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Tử Vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020 cho thấy rằng tuổi Tý hãy thuận theo tình hình tình cảm hiện tại để tìm ra cách ứng xử với nửa kia sao cho phù hợp. Con giáp này chớ nên tự trách mình nhiều quá trong khi việc đó chỉ càng khiến bản thân cảm thấy bế tắc mà thôi trong các mối quan hệ xã giao sự nhẫn nại chính là chìa khóa cho tuần mới của bản mệnh nhất là trong việc đánh giá mọi người khi mà con giáp này đang có phần chủ quan khi đủ bình tĩnh và thấu đáo nhìn nhận mọi việc người tuổi tý mới thấy rằng chúng không thực sự như mình nghĩ ban đầu chính ấn hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều để con đường công danh sự nghiệp trong tuần thuận buồm xuôi gió vì thế dù cuối tuần có chút khó khăn trở ngại hay phiền muộn thì cũng không đáng gì quan trọng là con giáp này tập trung vào mục tiêu mà bản thân đã đề ra thì không có gì là khó khăn cả tuy nhiên tháng này có ảnh hưởng của sao thái tuế vì thế bản mệnh làm việc gì cũng nhất định phải cẩn trọng nhất là trong những chuyến đi xa dễ có bất chắc xảy ra đòi hỏi con giáp này phải nhanh nhạy trong việc tìm ra cách xử lý tình huống ổn thỏa để giảm thiểu thiệt hại 2. Tử vi tuổi Sửu từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Tử vi phương Đông hàng tuần 12 con giáp cho thấy có một số điều khiến tuổi Sửu độc thân cảm thấy buồn và trống trải. Điều cần làm lúc này là đánh lạc hướng bản thân. Con giáp này nên gặp gỡ bạn bè, đặt hẹn ăn uống cùng với đồng nghiệp, đi mua sắm, du lịch, đừng để mình có một giây phút nghĩ đến chuyện buồn đã xảy ra có thể bản mệnh muốn có kết quả thật nhanh nhưng hãy bình tĩnh chặng đường mà con giáp này đang đi khá ý nghĩa thế nên đừng bỏ qua những trải nghiệm ý nghĩa mà chỉ chăm chăm vào điểm đến của nó hãy cho mình thời gian để cảm nhận và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất nhé cuối tuần người tuổi sửu không thấy vui khi đối mặt với kiếp tài thế nhưng sự việc sẽ không tệ hơn đi nếu con giáp này biết cách ứng xử phù hợp vì thế, dù đối mặt với điều gì thì cố gắng bình tĩnh để xử lý vấn đề nhé. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tiền bạc cần phải tỉnh táo. Bách Việt chủ đào hoa chỉ hỗ trợ cho những người đã hiểu tình cảm của lòng mình một cách rõ ràng. Hãy dũng cảm bày tỏ, có thể bản mệnh đang tiến đến rất gần thứ mình chờ đợi bấy lâu và sẽ nhận được kết quả ngọt ngào nếu chịu chủ động tiến bước đầu tiên. Tuy nhiên, thời gian này không thuận lợi lắm cho những cặp đôi, dễ có sự xuất hiện của người thứ ba làm đảo lộn cuộc sống của hai người. 3. Tử vi tuổi dần từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo tuổi dần đã bỏ qua một vài thứ hết sức quan trọng. Đây cũng là thời gian mà con giáp này nhận được sự ủng hộ hết lòng của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh họ chính là chỗ dựa trong lúc khó khăn và là người vỗ tay ủng hộ khi bản mệnh đạt được những thành quả giá trị đấy những ngày đầu tuần của con giáp này không được như ý vẫn còn những điều muộn phiền lo lắng thường trực tuy nhiên mọi thứ đã được dẹp bỏ vào cuối tuần đặc biệt là khi có thiên tài che chở mang lại tin vui về tài lộc giúp tinh thần của bản mệnh được cải thiện rõ rệt với nhiều lý do, mâu thuẫn, trục trặc trong mối quan hệ tình cảm của con giáp này không thể tháo gỡ hay giải quyết, đừng nên tự dàn vặt bản thân và hãy chấp nhận thực tế rằng không thể kiểm soát mọi thứ. Hãy tìm tới những điều mà mình yêu, thực sự muốn làm để cải thiện tâm trạng hiện tại. Về phương diện công danh sự nghiệp, thiên cầu hung tinh không tốt cho việc theo đuổi tham vọng của người tuổi dần vào lúc này. Đôi lúc, con giáp này cần học cách từ bỏ và thả lỏng bản thân. Bản mệnh rất biết cách tìm kiếm sự cân bằng nhưng đôi lúc lại cố chấp mà quên mất bản năng này. 4. Tử vi tuổi Mão từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi 12 con giáp, nếu cảm thấy buồn với những gì đang diễn ra với hiện tại, người tuổi Mão được quyền khóc mỗi khi nghĩ đến và cứ thoải mái về điều đó sẽ rất nguy hiểm khi con giáp này để cho cảm giác ấy tồn tại và kéo dài nó sẽ khiến tâm trạng thêm ảm đạm u ám và kéo theo nhiều hệ lụy về tinh thần mọi thứ đến khi bản mệnh ít trông đợi sẽ tốt hơn trái ngược lại với điều đó nếu con giáp này trông mong quá nhiều sẽ rất dễ bị thất vọng chán nản thay vì dồn tất cả hy vọng vào một cái đích cuối cùng tại sao không đón nhận những trải nghiệm ở từng phút giây chứ đường tài lộc có dấu hiệu xa suốt khá rõ ràng tuần này có vẻ như tuổi mão đối mặt với khá nhiều rắc rối với những vấn đề liên quan tới tiền bạc cũng như mối quan hệ ảnh hưởng của kiếp tài nên bản mệnh hay lo lắng và thậm chí còn phát hiện ta một người thân thiết quay lưng đang tìm cách hại mình sao thiên đức hỗ trợ cho con giáp này rất nhiều nếu đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn trở ngại Đặc biệt là lúc này bản mệnh có cơ hội phát tài phát lộc dù bản thân cũng không mong đợi về điều này quá nhiều. Hãy cố gắng nắm bắt thời cơ tốt đẹp ngay trước mắt bởi không phải lúc nào may mắn cũng đến đâu. Năm, tử vi tuổi Thìn từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Tử vi hàng tuần cho thấy người tuổi Thìn đừng dùng từ hy sinh để bao biện cho sự thiếu độc lập của mình trong tình cảm. Con giáp này nên biết cách thiết lập những dự định mới cho những đam mê và sở thích của mình. Cuộc sống do chính bản mệnh làm chủ và đừng để bản thân phải chậm lại bởi những điều giang dở. Con giáp này cũng đừng quá lo lắng vì những kinh nghiệm đã tích lũy trong giai đoạn này sẽ giúp tuổi thìn khám phá ra khía cạnh thú vị khác trong công việc hiện tại. Sẽ có thể có những sai sót xảy ra nhưng đó là điều để cảnh báo bản mệnh phải thận trọng hơn, quan tâm tới chi tiết nhiều hơn tận hưởng niềm vui chính tài đưa tới không được bao lâu thì con giáp này lại vướng vào rắc rối bản mệnh nên chú ý vì việc này có thể ảnh hưởng cả tiền bạc cũng như mối quan hệ nữa đấy trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng cần suy tính một cách kỹ càng để mình không phải chịu thiệt thòi bạch hổ hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe bản mệnh trong thời gian này Thay vì cố thực hiện thêm dự án mới, theo đuổi mục tiêu cao hơn thì con giáp này nên dành thời gian chăm sóc bản thân bởi tuổi thìn đã bỏ bê việc này quá lâu rồi đấy, đừng để đổ bệnh rồi mới ước rằng mình có thể chất khỏe mạnh. 6. Tử vi tuổi tỵ từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Tử vi phương đông 12 con giáp nói rằng tuần mới mở ra cho tuổi tỵ với nhiều cơ hội hiếm có vì vậy con giáp này cần hành động càng sớm càng tốt để nắm bắt chúng bản mệnh có thể tranh thủ giai đoạn này để sắp xếp và chuẩn bị mọi việc chu đáo cho các kế hoạch sắp tới ngày đầu tuần của con giáp này chỉ mới vui được chút đã bị thương quan ngáng đường và sau đó là một chuỗi rắc rối mà bản thân cũng không muốn thế nhưng thay vì cứng đầu hay tỏ ra khó chịu bản mệnh nên tìm cách cân đối lại cuộc sống đừng chỉ cho rằng lỗi không thuộc về bạn tránh tâm lý đổ lỗi Vận trình tình duyên trong tuần tương đối hài hòa, ổn định và mọi người đều dành cho con giáp này sự tôn trọng và yêu quý. Do đó người tuổi Tỵ nên cố gắng xây dựng và mở rộng các mối quan hệ. Nhất là đối với người còn độc thân có thể tìm kiếm một nửa tâm đầu ý hợp cho mình. Các tinh hỗ trợ cho con giáp này có thêm những cơ hội tốt để gia tăng tài lộc, phát triển sự nghiệp trong tương lai mọi thứ không tự nhiên mà có được như hiện tại, tất cả là nhờ vào việc bản mệnh đã xây dựng từ mối quan hệ cho tới việc cải thiện từng bước nhỏ để cải thiện công việc của mình trong thời gian dài. 7. Tử vi tuổi ngọ từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi ngọ gây ấn tượng với kỹ năng nhận diện và phân tích của mình bởi vì con giáp này có thể nhận ra được nhiều điều qua ánh mắt và cử chỉ của từng người mà không cần những lời nói trực tiếp của họ đây cũng là thời điểm bản mệnh thiện tính sáng tạo trong hành động và chinh phục những người xung quanh niềm vui của con giáp này tuần này không nhiều và mọi thứ hoàn toàn là do bản mệnh tự tạo ra nhất là khi đối mặt với tỷ kiên có thể thay vì trách cứ thì xem như đó là cơ hội để người tuổi ngọ nhìn thấy bộ mặt thật của một số người đang cố tình tìm cách hại hay đâm sau lưng Niềm vui đến với đời sống tình cảm của con giáp này khi có một số điều bản mệnh cảm nhận rõ ràng chúng thực sự ý nghĩa. Cảm xúc khi đứng trước người nào đó mà mình thầm thương trộm nhớ có thể khiến cho tuổi ngọ không thốt nổi thành lời, cảm thấy lúng túng, xấu hổ. Ảnh hưởng của đại hao chủ về hao tài tốn của nhắc nhở con giáp này nên cẩn trọng với tiền bạc. Trong tuần này, có nhiều khoản chi phát sinh bất ngờ cùng một lúc như tiệc cưới, sinh nhật, tiệc mừng. Nên tiêu tốn không ít, Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu, nợ nần. 8. Tử vi tuổi mùi từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Theo tử vi tuần mới này, người tuổi mùi chớ vội vàng đưa ra một phán quyết nào đó có thể không giúp con giáp này có được một kết quả giống như mong đợi thậm chí có thể đưa ra nhận xét đoán sai lầm không đúng sự thật đây cũng là ngày mà bản mệnh nên học cách giữ mồm giữ miệng thay vì cứ nghĩ gì nói đấy có thể làm cho bản thân lẫn ai đó tổn thương một tuần sen lẫn cả niềm vui và nỗi buồn nhưng nếu con giáp này biết tập trung vào những điều tích cực gì tuần này vẫn mang lại cho tuổi mùi cảm giác thoải mái vì có thời điểm có cả tiền và các mối quan hệ tốt bù cho những thời điểm gặp khó khăn và có người muốn chơi xấu bản mệnh con giáp này phải tự biết cách làm mình vui trong thời gian này đừng đợi ai đó kéo bạn dậy vì họ còn những mối bận tâm riêng tuy nhiên không được để bản thân cảm thấy hối tiếc về chuyện đã qua mọi việc xảy ra đều có lý do của nó chúng giúp bản mệnh cảm thấy mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết con giáp này chớ chủ quan khi có dấu hiệu tiêu hao tiền bạc ảnh hưởng bởi tiểu hao có thể bản mệnh không lo lắng vì đó là khoản nhỏ thôi nhưng chính nhiều khoản nhỏ sẽ hình thành nên một khoản lớn khiến tuổi mùi không hiểu vì sao mình hết tiền dù không mua được gì lớn lao cho bản thân. 9. Tử vi tuổi thân từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Việc biết mình ở đâu trong mối quan hệ hiện tại cũng rất quan trọng với người tuổi thân có thể người yêu con giáp này có nhiều khuyết điểm có nhiều điều không bằng người khác nhưng đừng lấy họ để áp đặt hình mẫu cho người bản mệnh yêu thương hãy cùng giúp nhau cùng tiến bộ cải thiện bản thân mới là điều bạn nên làm tuần này cũng là lúc con giáp này sẽ phải đối diện với tình huống nào đó mà bản thân không chuẩn bị trước được dẫn đến thái độ thiếu tự tin khi tìm cách ứng phó nếu bản mệnh chưa thực sự sẵn sàng thì hãy cứ bước lùi lại và cho mình thời gian để nghiền ngẫm nhé có thể thấy tuần mới của tuổi thân có nhiều điều thuận lợi hơn hẳn mọi người. Nhất là khi thiên tài xuất hiện vào giữa tuần hỗ trợ cho con giáp này khá nhiều về tình hình tài chính hiện tại. Tiền bạc dù không dư giả nhưng cũng đủ để bản mệnh chi tiêu thoải mái, không phải lo lắng quá nhiều. Xuất hiện của ngũ quỷ hung tinh dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá do đó con giáp này muốn được yên ổn làm ăn, chăm sóc bản thân cũng như gia đình vẫn là điều khó khăn thậm chí có thể sức khỏe của bản mệnh lúc này bị gây hại, công việc dễ vướng vào rắc rối. 10. Tử vi tuổi Dậu từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Dậu phải đối mặt với một số xung đột do tâm trạng không tốt bắt nguồn từ cái tôi vốn có cảm xúc chủ quan lấn át lý trí khiến con giáp này có cái nhìn khá phiến diện về mọi việc những lúc này bản mệnh nên cố gắng giữ bình tĩnh và suy nghĩ từ hai phía trong tuần con giáp này đừng bận tâm quá đến việc người khác sẽ đánh giá thế nào về mình nhìn nhận kết quả mà bản thân mình đạt được như thế nào quan trọng là bản mệnh thấy hài lòng với những gì mà bạn có được vậy thôi khi tự tin vào mình và làm tốt cái gì có thể mọi người cũng sẽ tự khắc ghi nhận niềm vui trong tuần này của con giáp này khá trọn vẹn tuy có chút vướng mắc là điều không thể tránh khỏi nhưng ngay sau đó bản mệnh đã tìm lại được cân bằng nhất là ngày cuối tuần có thực thần ghé thăm mang lại cho người tuổi dậu buổi gặp gỡ ăn uống vui vẻ cùng mọi người thái âm cát tinh che chở cho đường tình duyên của bản mệnh là nữ giới thêm phần vượng sắc có người đón tin vui cưới xin bầu bí trong thời gian này Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng được cải thiện khi nhận được sự chỉ dẫn của người có nhiều kinh nghiệm. 11. Tử vi tuổi Tuất từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Tử vi phương Đông chỉ ra rằng tuổi Tuất đừng đối xử với chuyện tình cảm của mình như công việc. Con giáp này phải cân nhắc hơn trong từng hành động nếu quá nóng vội xông xáo bản mệnh sẽ dễ đánh mất những gì đang có sự tự tin dù tốt nhưng vô tình sẽ tạo áp lực cho bản thân và người khác con giáp này cũng sẽ đón nhận nhiều thay đổi nhưng theo chiều hướng tích cực trong tuần mới và chúng không hề gây ra xáo trộn trong cuộc sống thường ngày của mình để giữ tinh thần luôn tích cực lạc quan bản mệnh cũng nên tránh xa một số mối quan hệ không lành mạnh trong tuần mới từ giữa tuần trở đi con giáp này càng gặp nhiều khó khăn cùng những điều khó xử nhất là khi đối mặt với thương quan thì dự báo là sẽ có những mối họa chưa bao giờ nghĩ tới vẫn có thể xảy ra thay vì phàn nàn chê bai thì bản mệnh nên nghĩ cách khôn ngoan nhất có thể để thoát khỏi tình cảnh hiện tại tuần này dự báo là người tuổi tuất sẽ có thể phải di chuyển thường xuyên có người là đi du lịch nhưng chủ yếu là lý do công việc thế nhưng đừng ngại ngùng điều gì vì càng vất vả, buôn ba, sông sáo thì thu hoạch càng lớn. Song con giáp này cần chú ý quan tâm, chăm sóc thân thể để không ảnh hưởng tới sức khỏe. 12. Tử vi tuổi Hợi từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020. Tuần mới có dự báo vận tình duyên của người tuổi Hợi không được như ý đừng để bất cứ sự hoài nghi nào làm hỏng một tuần nhé con giáp này cần phải học cách giữ cho mình một tầm nhìn thẳng để tiến bước về phía trước thay vì để bất cứ những băn khoăn chăn trở nào khiến cho bản mệnh trùn chân tuần mới nhắc nhở con giáp này chớ nên nhìn nhận mọi việc dưới góc độ cái tôi quá lớn bởi vì như thế tuổi hợi sẽ xa lánh mọi người và tự nhiên cảm thấy cô đơn mà thôi chớ nên đặt cái tôi cao quá và nên hướng tới mọi người xung quanh nhiều hơn sẽ thấy mỗi ngày trôi qua vui vẻ ý nghĩa hơn rất nhiều thái dương cát tinh trợ lực cho cả phương diện tình cảm cũng như đường công danh sự nghiệp của bản mệnh nhờ đó mà dù con giáp này có có khó khăn gì cũng có thể tìm cách tháo gỡ vì thế hãy tự tin vào năng lực cũng như khả năng của mình nhé đừng để mọi thứ rối tinh lên vì thiếu thông tin trong tuần này có nhiều điều kiện hỗ trợ cho bản mệnh nhất là thời điểm thực thần ghé thăm giúp cho cuộc sống của con giáp này trở nên nhẹ nhàng hơn và đặc biệt các mối quan hệ khá hài hòa vui vẻ như đang tiếp thêm sức mạnh cho người tuổi hợi để thực hiện những dự định mới cảm ơn các bạn đã theo dõi video mong rằng những thông tin hữu ích sẽ giúp các bạn cải biến vận trình của mình tốt hơn chúc các bạn có một tuần bình an hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại